không biết nói gì mà hỏi như là nên là moi móc đời tư của Phi Nhung ra nói đó. Đó nhưng mà khó lắm em mới nói chuyện đúng vậy, nhưng mà đúng chị rồi. Là chị của em là em phải trả lời cho đàng hoàng chứ không thôi em trốn à. Có nghĩa là em sẽ ở vậy không lấy chồng dạ. Hay là em đang chờ một người nào đó mà coi như là hợp với mình? Không, em nghĩ em không có lấy đâu. Tại vì nói chung là bây giờ em thấy các đàn con của em nó càng ngày càng khôn lớn, là em thấy cái đó là một cái hạnh phúc. Em không thể nào mà đòi hỏi thêm nữa. Trời cho em giọng hát, rồi cho em làm việc, rồi cho em xung quanh có những đứa con ngoan, rồi còn xung quanh em có các em nuôi cũng rất là tốt. Và nói chung là khán giả của em nữa, các fan của em phải nói là rất rất là tốt luôn. Như vậy là em cảm thấy là em đủ. Fan ở Việt Nam của em nhiều quá chừng kìa. Hồi nãy giờ em rồi, fan hồi nãy giờ thì già rồi còn con cái gì nữa. Không, bây giờ tụi nó lớn rồi. Bây giờ tụi nó lớn lên hết rồi, thấy không? Bây giờ thì chị đừng có nhắc mấy cái vụ này nữa. Thì em phải tìm cái niềm vui riêng của em chứ. Em ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây đi nói cho nó. Đây này, của em nè. Ok, mặc dù là mang tiếng là hai chị em, nhưng mà đó Phi Nhung với lại Tracy thì ít bây giờ mà có thời gian mà để tâm tình, tại vì đứa nào cũng bận rộn. Phi Nhung bây giờ ở Việt Nam hầu như là nhiều hơn ở bên Mỹ, về Mỹ được mấy ngày đi diễn xong rồi về tiếp, nên là mỗi lần gặp nhau cũng rất là ít. Thì chị cũng muốn biết, và chị nghĩ là khán giả cũng muốn biết là chuyện tình cảm của em như thế nào rồi. Em thì nếu mà vui như là cả chục năm nay là em không có bồ nữa. Nhờ, nói chung là em tập gì không có gì, anh không có bồ, không có boyfriend luôn. Dạ không. Em tập trung cho tất cả các con của em. Tại vì nói chung là làm một người mẹ bình thường thì nó đơn giản, nhưng mà làm một người mẹ của các chú tiểu thì nó rất là khó. Mà khi các chú thành vị thầy hay là vị sư, thì mà nếu mà mình là một người mẹ như vậy thì thường thường là cái bẩm sinh của các chú là đã không cha không mẹ rồi. Mà giờ em mà tự nhiên em mà đi lấy chồng nữa thì nó cũng tội nghiệp. Mình phải chia ra, nên em nghĩ là cuộc đời của em ở như vậy. Nhưng mà bây giờ các chú hay các thầy cũng đã lớn hết rồi. Nhưng mà bây giờ em được. có định là chú lớn rồi, em thành gì, em đã già rồi, em cũng không thích, nhưng mà cũng em cũng không có đi đâu hết, cũng không có ai cua hết. Không có đi chơi đâu hết. Nhìn sao nhìn mặt con vậy mà ế hả? Dạ bị ế. Kệ hả? Ế nhằn ế nhè luôn. Ông mà xung quanh em quá trời con, cũng mà mấy anh chắc cũng không dám đâu. Nhưng mà em cũng nghĩ thôi khỏi đi, bây giờ tới đâu hay tới đó, nếu trời kêu thì em dạ, còn nếu mà không kêu thì em cứ ở như vậy hoài. Đó, có người khen kìa, nói là có đến nhà hàng Phi Nhung 2 lần, the best food ever, nói là đồ ăn rất là ngon. Đó. Nhưng mà em nghĩ là các con em nó cũng không có muốn em có gia đình, mà khán giả của em cũng vậy. Cũng không thích nha, em có gia đình làm gì. Bây giờ xung quanh em là các fan của em cũng vậy, nó cứ gọi em bằng mẹ nên nó không có muốn gì hết. Em nghĩ sẽ thôi ở như vậy đi, kiếp sau em sẽ có một em người chồng. Em hát thì hát, mà em có gia đình là em có gia đình, chứ thiếu gì ca sĩ có gia đình họ vẫn hát. À đó, nói gì người em nói là em nói là đi hát rồi không có gia đình gì, chứ Mạnh Quỳnh nó bỏ nó đi lấy vợ từ lâu rồi, nó có sao đâu. Chị cứ lơ Mạnh Quỳnh vô, em với Mạnh Quỳnh là một người bạn thân. Trời ơi, em với Mạnh Quỳnh từ xưa tới giờ là bạn thân, nhưng mà khi diễn lên sân khấu là tất cả, bỏ hết những cái gì ở bên ngoài, bạn bè bên ngoài, phải đẩy hết trên sân khấu như một người yêu vậy đó, một người tình trên sân khấu. Nên là em với Quỳnh không có gì hết đó. Ông Quỳnh ổng là bạn của chị. Thì chị đâu có nói là Quỳnh có gì đâu, chị chỉ nói là Mạnh Quỳnh cũng đi lấy vợ từ đời nào rồi, sao em chưa đi lấy chồng. Ông Quỳnh đó là ông phải lấy vợ, còn mình phụ nữ mà lấy chồng không cũng đâu có sao đâu. Có ai bắt ở không vậy đâu. Không đó. Nhưng mà em thấy em tại sao em lại làm khó mình chi vậy? Em muốn làm khó em, nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là em có gia đình là em phải làm cái gì làm mình cũng phải là một người vợ tốt. Nhưng mà em quá yêu công việc, em cảm thấy em không có làm tròn bổn phận như một người vợ đối với một người chồng. Chứ em nên em nghĩ thôi. Chị nghĩ khi một người đã lấy ca sĩ rồi thì họ phải phải biết hy sinh, và họ phải hiểu cái công việc của người vợ chứ. Thì nhưng mà không được đâu, tại vì nói chung mình sống mình cũng phải biết suy nghĩ cho người khác nữa. Nên em nghĩ là nói vậy chứ không biết tự nhiên sao chị không lấy chồng nữa đi. Sao chị không lấy chồng đi? Lý do là vì con chị nhỏ. Con em là mấy đứa là bây giờ nó vẫn còn nhỏ, nhỏ nhất mới có 2 tuổi thôi. Em tới 22 đứa con lận mà. Vì con chị còn quá nhỏ. Ở xung quanh em là to con cái không, mà nó lúc nào nó cũng làm em vui. Với lại là chưa tìm không, nhưng mà chị người. Nói chị là chị phải lấy chồng nè. Đáng lý là chị phải lấy chồng, sao chị hỏi em. Ủa chị, nhưng mà
chị thì cái chuyện chồng con bây giờ thì bỏ qua một bên đi, bây giờ lo công việc rồi lo cho mấy đứa nhỏ, khi nào nó lớn lên là tính. Nhưng mà em á, em ở như vậy đó rất là lâu rồi, ok, nên là cũng phải cần một tấm chồng chứ. Thôi nói chuyện khác đi. Chị em mất cửa nói chuyện khác đi. Hồi sáng gặp má cũng, má cũng hỏi mày chừng nào mày lấy chồng, nói chứ con có ai cua đâu mà lấy. Nhiều người lắm á chứ, mà tại vì chắc Phi Nhung cũng kén thôi. Không, em không có kén, tại vì em ăn đi hát không mà, em làm sao em có cơ hội để gặp mọi người được. Mà rồi xong rồi về là tới cái quán chay của em làm việc. Nói chung là về nhà thì trội nguyên một đám em út luôn, ai mà dám vô cái nhà em. Mà nói chung là chị cũng biết rồi đó, mình ca sĩ mà mình đâu đúng có rồi. Thể xã giao tùm lum tàn lan được. Nên á, chỉ có ông nào mà ông gan lắm, ông chạy tới ông cua em thì được chứ. Còn mà đi chơi mà để cho người ta cua thì em không có. Em nhát lắm. Nói chung là thấy vậy chứ mà hát thì giỡn trên sân khấu làm sao cũng được. Nhưng mà khi mà mình chỉ nhỏ. Nếu mà chị ở bao nhiêu năm rồi chị đâu có không lấy chồng. Chị phải nói là ở không vậy nó khỏe hơn. Chị không khuyên em đừng lấy chồng, nhưng mà chị thấy là chị ở mình vậy chị khỏe hơn. Đừng có xúi chị lấy chồng. Đó thì sao chị xúi em lấy chồng. Không mà hai chị em mình, tại sao chị xuống nè, có người nói là Phi Nhung phải lập gia đình, anh ủng hộ hết lòng kìa. Anh dễ thương quá vậy. Anh John Đặng nào đó. Đấy, yeah. Không mà con mà không ai cua làm sao mà lấy. Không, nhưng mà bây giờ nếu mà em có một người nào đó mà muốn ngỏ lời muốn lấy em làm vợ thì em cần người đó phải có những cái điều kiện như thế nào? Thật sự ra thì nói chung là em không nghĩ tới nên em cũng không biết nữa. Giàu nghèo đẹp xấu như thế nào? Không, giàu nghèo thì đối với em thì không có thành vấn đề. Đúng đâu hả? Tại vì em chờ thương cho em đi hát được và cho em đi làm được, em có tiền. Nói chung là nếu mà gọi là nó mà giàu thì cái anh đó phải, trừ khi mà anh đó là phải in ra tiền rồi em lấy, còn không thì thôi khỏi đi. Ảnh cũng đi làm rất là cực khổ, những người mà quen mình người ta cho là gọi là đại gia đi, nhưng mà người ta cũng phải đi làm từ hai bàn tay trắng người ta mới có được một cái tên gọi là đại gia. Thì mình dùng tiền của người ta thì mình cứ dùng tiền của người ta như vậy thì đâu có tốt chị. Đúng, khi nào mà em nghèo thiệt nghèo thì em chị không bao giờ có cái khái niệm là phải đi kiếm đại gia để mà lấy làm chồng. Em chỉ thích là có cái tấm lòng thương người là được. Nhưng mà khó lắm, một người hiểu biết, một người hiểu biết nha. Nhưng mà khó lắm, tại vì em thích làm việc xã hội, em thích lo cho mọi người, mà em phải, mà khi mà mình có một người chồng mà người chồng mà mình cũng bắt người ta phải làm giống mình thì không được. Không, vì... nhưng mà chị thấy có rất là nhiều người đàn ông ở ngoài đó cũng dấn thân mà để mà lo cho không được. Em nói không có được, mà không có được, không phải dễ dàng gì mà nuôi con mà nuôi hôm hai đứa mà từ lúc mới đẻ mà bây giờ nó lớn lên thôi, như vậy. Vậy thì anh nào mà có lòng tốt mà cũng thích làm những việc từ thiện như Phi Dung thì inbox cho Tracy giới thiệu cho nha. Không, cưới chị em đi, cưới chị em đi, tại vì chị em không, không là... Tracy thì khó tính lắm, nhưng con này nó ok, con này nó hiền hơn, lấy nó đi. Chứ còn lấy Tracy là mệt lắm. Lấy Tracy đi, một người phụ nữ rất là thông minh, giỏi, không bao giờ mà tìm một người phụ nữ nào như là chị Tracy của Phi Nhung được. Nên nó khi mấy anh mà thương Phi Nhung thì thôi thương bà chị. Ủa, đi. Nhưng mà Tracy, dạ. Nhưng mà chị đang thích single mà em có xúi chị lấy chồng. Thì em cũng đang thích single mà tại chị có xúi lấy chồng. Đó, cho nên là bây giờ chị đang thích single, chị đang thích cuộc sống vậy mà cứ bắt chị đi lấy chồng. Tự nhiên sao nói về chồng con sao cái mặt em nó đỏ. Thấy không? Có nghĩa là nó muốn lắm rồi đó quý vị ơi, có nghĩa là nó muốn lấy chồng lắm. Đúng rồi. Em mắc cười á, mặt em nó đỏ mà nó nóng. Đó. Nên là cái mặt nó đỏ lên như vậy đó là có nghĩa là còn e thẹn đó, là có nghĩa là rất là muốn chồng nhưng mà không. Miệng thì nói vậy thôi. Không, em không có muốn nữa. Trời ơi. Kiểu không có thương, nói chung là ai mà yêu nghệ sĩ nó thật sự ra là cũng phải là có Chris Nguyễn nói kìa, Tracy thì không ai dám vô kìa. Thấy không? Sống vô Tracy thấy vậy nhưng thấy, mà thấy là chị là giỏi. Chị thấy chị trên sân khấu mà đá trống kiểu đó ông hôm nào dám vô đâu. Đó sao đâu, trời chị em ở là tại vì mấy người chưa thấy đâu, chiều chồng là số 1 luôn. Ở đó, em nói vậy mất công, có người nhào vô chị mệt. Đó, hôm nay nói chuyện Phi Nhung. Quý vị gặp Tracy mỗi hầu như là mỗi tuần rồi, nên là bây giờ ai có câu hỏi gì cho Phi Nhung, tại vì lâu lắm mới bắt gặp được người này, không biết lần sau là khi nào mới gặp được đó. Từ Phi Nhung sau cái buổi quay hình của Thúy Nga xong là phải sẽ về Việt Nam, cho nên là không biết khi nào mới bắt được Phi Nhung. Thì hôm nay tự nhiên không biết, tự nhiên bà Tám Cam Thơ đang bận tiếp khách, để quý vị xem nè nha. Đó, chờ tí. Đâu rồi? Đó, bà đang bận tiếp khách bên kia.
cho nên bỏ là... lại là hai chị em ngồi đây bỏ hai chị em ngồi ở đây nên là Gigi cũng phải tiếp chuyện với quý vị.